thông tin tích hợp gắn liền với các cái dạng quy định khác nhau. Thế thì cái thuộc tính của thông tin tích hợp thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ có hai cái mô tả cơ bản thôi. Thông tin đấy nó phải là những thông tin có liên quan đến tương lai, đúng không? Và thứ hai là nó phải có sự khác biệt với các cái phương án mà chúng ta đang xem xét. Bởi vì suy cho cùng thì mọi các quyết định mà nhà quản trị phải đối mặt, đúng không? Cho dù phức tạp hay đơn giản thì đều quy về việc là lựa chọn các phương án mà thôi, đúng không? Lựa chọn các phương án. Cho dù chúng ta có thể có nhiều phương án khác nhau, nhưng mà sau khi dùng các cái phép loại trừ, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ đưa cái vấn đề quyết định đấy trở về cái việc lựa chọn hai cái phương án có cái quan hệ, người ta gọi quan hệ loại trừ lẫn nhau. Đấy. Và thông thường khi lựa chọn phương án thì chúng ta sẽ có các tiêu chí, đúng không? Tiêu chí, trong đó tiêu chí về tài chính là một trong những tiêu chí quan trọng. Và tất nhiên nó còn có rất nhiều những tiêu chí phi tài chính khác, đúng không? Trong cuộc sống không chỉ đơn thuần vấn đề tài chính, đúng không? Đấy. Thế vì thế cho nên là chúng ta chỉ tư vấn được ở góc độ tài chính thôi. Vì vậy tính toán của chúng ta nó chỉ là một căn cứ, đúng không? Để người ta đưa ra cái quyết định. Vì vậy khi mình được hỏi ý kiến về việc tư vấn cho phương án thì sau khi mình tính toán ra thì mình cũng nên trả lời kết luận nó cũng thận trọng, đúng không? Xét về mặt tài chính thì việc nhận đơn hàng này làm tăng thêm lợi nhuận cho công ty là 9.000, là ví dụ thế. Còn việc có thực hiện hay không thì nó là việc khác, đúng không? Việc khác. Còn nhiều yếu tố khác chúng ta phải cân nhắc trong ngắn hạn, trong dài hạn. Tất nhiên ở đây chủ yếu chúng ta đề cập đến các cái quyết định trong ngắn hạn thôi. Và cái công cụ chính để mà chúng ta tính toán là chúng ta sẽ đi so sánh, đúng không? Có cái thông số về chi phí, về doanh thu của hai phương án đó để mà chúng ta làm cơ sở cho việc đưa ra ý kiến tư vấn của mình. Sáng nay thì ta cũng làm một cái bài đã từng được thi và về cơ bản nó cũng ngắn gọn như vậy, ngắn gọn như vậy. Và chúng ta có nói rằng là có hai cách để trình bày cái xử lý chúng ta liên quan đến phương tiện thích hợp, đúng không? Ai văn hay chữ tốt thì ta nên dùng cái cách lập luận, nó cho xuống hướng nhanh hơn, đúng không? Mình chỉ tính cái phần trên này thôi, lập luận phần trên lên thôi. Nhưng khi lập luận như vậy thì ta chú ý cái câu chữ. Đây là ta đang đi xem xét độ chênh của phương án, đúng không? Và nhận đơn hàng so với phương án không nhận. Thì tất cả những câu chữ về doanh thu, về chi phí, các cái chỉ tiêu tài chính đấy ta đều phải dùng cái thuật ngữ là tăng thêm, đúng không? Nếu nhận đơn hàng thì doanh thu tăng thêm lần này, đúng không? Chi phí biến đổi phát sinh tăng thêm lần này. Do vậy lợi nhuận tăng thêm. Cái chữ thêm đây là rất quan trọng bởi vì nó hàm ý so sánh, đúng không? Thế còn chúng ta nếu ta dùng bảng thì ta không phải nói nhiều, mình tính toán hai phương án và mình chỉ đưa ra cái câu kết luận cuối cùng, đó, đấy, lợi nhuận tăng thêm của việc nhận đơn hàng so với không nhận đơn hàng là 9.000, đấy, thì tùy chúng ta chọn. Tất nhiên sẽ có những bài nó dài hơn, cái dữ liệu được cho nó nhiều hơn, thì chúng ta nên dùng bảng thì nó sẽ đỡ lẫn. Một trong những cái bài đó là cái ví dụ 13, chúng ta cùng nhau xem xét cái ví dụ 13. Đây cũng là một trong số những quyết định mà chúng ta sẽ ôn tập trong cái nội dung thuộc cái giới hạn của tài chính. Đó là cái quyết định chúng ta ngừng hay tiếp tục kinh doanh. Ngừng hay tiếp tục kinh doanh. Cũng chẳng đâu xa cái tình huống này năm ngoái ta vừa thi xong. Nhưng năm ngoái chúng ta thi về một doanh nghiệp sản xuất. Ngừng sản xuất một trong ba cái mặt hàng. Đây tôi lấy ví dụ về doanh nghiệp thương mại. Ngừng kinh doanh bán hàng, chúng ta sẽ cùng nhau xử lý luôn. Tình huống đặt ra thế này, giả sử chúng ta là một cái doanh nghiệp H đó. Ở đây hàm ý là doanh nghiệp thương mại rồi, nó có 3 cửa hàng kinh doanh trong cùng một cái địa bàn, cùng một cái thành phố đó. Và theo như số liệu mà cái bộ phận kế toán tài chính người ta tính toán được, hạch toán chi tiết được ấy, thì người ta đã cho biết là kết quả kinh doanh của ba cửa hàng này trong năm vừa qua như sau. Ta chú ý từ năm vừa qua, tức đây là số liệu quá khứ, đúng không? Đây là số liệu quá khứ. Chính xác là số liệu này hiện nay là thông tin không thích hợp,
nhưng tuy nhiên ta xem xét xem có thể ra thế nào. Nhìn vào bảng này cho thấy người ta đã hạch toán riêng biệt doanh thu chi phí. Chi phí đây gồm ra 4 hạng bán và dịch vụ, chi phí bán hàng, quản lý vân vân, và đã tính được tổng cộng chung cho cả cửa hàng người này, cả doanh nghiệp đấy, và chi tiết cho từng cửa hàng theo các thông số ở đây. Thế rằng cửa hàng số A bị lỗ 500, đúng không? Bị lỗ 500. Nếu như ai đó không hiểu về tài chính nhiều thì hàm ý rằng nếu chúng ta bỏ cửa hàng số A đi thì mặc nhiên là doanh thu chi phí là thế này và lợi nhuận của doanh nghiệp tăng lên 4.000, đúng không? Đấy. Nếu hiểu cách đơn giản của trực quan là như vậy, đúng không? Nếu bỏ cửa hàng số 3 đi thì doanh nghiệp tăng lên. Hay nói khác là mình nghĩ rằng cửa hàng số 3 này có vẻ là gánh nặng của mình, đúng không? Đấy. Tuy nhiên rõ ràng trong quy luật phát sinh chi phí, chúng ta là những người am hiểu vấn đề thì ta đều biết rằng là bỏ cửa hàng số 3 đi thì mất toàn bộ doanh thu, đúng không? Nhưng chi phí chưa chắc tiết kiệm được tất cả những cái chi phí nêu ra được, bởi vì chi phí có các cái cố định, các cái tổ, đúng không? Đấy. Hơn nữa là xét về mặt quy luật thì chi phí nó còn biến thiên theo quy mô, đúng không? Đấy. Biến thiên theo quy mô. Có khi mình giảm quy mô kinh doanh xuống nhưng chi phí chưa chắc tiết kiệm theo một cái tỷ lệ như thế. Có thể tiết kiệm được một phần, đúng không? Nhưng chưa chắc tiết kiệm được toàn bộ. Thành thử ra là ta phải cân nhắc kỹ, đúng không? Xem là có nên ngừng hay nên tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 này. Chứ nó không phải chỉ đơn thuần là một cái động tác bỏ ngừng thì ngừng, đúng không? Đấy. Thế để làm được việc đó thì người ta cho thông tin chi tiết. Cho thông tin chi tiết như sau. Chi phí bán hàng bắt đầu chi tiết ra cho đến 8 khoản. Quản lý doanh nghiệp cũng được chi tiết thành 6 khoản. Đây vẫn là số liệu chi tiết. Có số liệu tổng cộng toàn doanh nghiệp và có số liệu chi tiết cho từng cửa hàng. Và để kết luận những thông tin chi tiết này, thông tin nào là thích hợp, thông tin nào là không thích hợp để chúng ta có thể đưa vào xem xét, thì người ta lại có các cái thông, có cái giải thích khác như thế này. Cái giải thích khác này rất quan trọng. Để ta kết luận xem trong số những cái chi phí nêu ở trên, thông tin nào, chi phí nào được gọi là thông tin thích hợp và cái nào là không thích hợp. Đấy. Người ta sẽ phân tích từng cái thông tin bổ sung này để ta kết luận. Thông tin đầu tiên đó, nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì thiết bị bán hàng của cửa hàng này chuyển sang cho cửa hàng số 1 và số 2. Câu này hàm ý là gì? Rồi, ta chưa giảm được khấu hao, đúng không? Đấy. Như vậy, ta bôi vào đây. Khấu hao thiết bị bán hàng này là một thông tin gì? Không thích hợp. Đây là thông tin không thích hợp, đúng không? Khi ta đưa ra phương án lựa chọn nên ngừng hay không ngừng được không? Ta không đưa cái thông tin này để xem xét. Rồi. Thông tin thứ hai. Tiền thuê cửa hàng số 3 không phải bồi thường nếu ngừng hoạt động vì hợp đồng thuê ký có thể chấm dứt bất kể lúc nào. Như vậy cái tiền thuê này là không thích hợp đúng không? Nếu mình duy trì thì phải trả, còn không duy trì thôi. Hai phương án có chi phí khác nhau, đúng không? Chi phí khác nhau là thông tin và thông tin không thích hợp rồi, đúng không? Nó bị tác động bởi cái... nhớ lại các cái tiêu chuẩn của công ty, đúng không? Rồi tiếp theo, công ty này có một đội chuyên làm nhiệm vụ giao hàng và bọn shipper đây, đúng không? Nhưng mà cái này bọn này lại phục vụ chung toàn công ty. Nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì một nhân viên giao hàng sẽ nghỉ việc, lương của ông này là 50 triệu một năm. Đấy. Thì trong cái danh mục về chi bán hàng này có cái món là lương nhân viên giao hàng, đúng không? Đây là thông tin thích hợp, nhưng nó không phải là tiết kiệm toàn bộ. Tôi nhìn thấy rằng cửa hàng số 3 này chúng ta phân bổ lương nhân viên giao hàng cho nó 100, nhưng nếu ngừng cửa hàng số 3 chỉ tiết kiệm được có gì 50 thôi. Nó là thông tin thích hợp nhưng mà nó là không loại, nó chỉ giảm đi nhưng không giảm được hoàn toàn. Cái này là do tính chất quy mô, đúng không? Tối ưu là ba cửa hàng, tôi tổ chức một đội giao hàng như thế là phù hợp,
Nhưng bây giờ mặc dù cửa hàng chúng ta ngừng đi nhưng cũng không phải đuổi hết tất cả được, đúng không? Chỉ giảm mỗi nhân viên tiết kiệm 100 thôi, 50 thôi. Rồi nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng này trên công ty, tức là trong bộ phận văn phòng có một cái người đứng ra là quản lý, sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ khác, một nhân viên văn phòng công ty sẽ thôi việc. Đấy, như vậy người xét từ góc độ là tiền lương của phần quản lý ta vẫn giảm được một phần, đúng không? Tiền lương của phần quản lý 50 triệu đồng một năm. Thôi thì đây là con số mang tính linh hoạt. Như vậy trong những nhân viên quản lý thuộc chi phí quản lý ở mục 1 này, đúng không? Hiện nay ta đang có một bộ máy quản lý rất cồng kềnh, 2.4 tỷ tiền lương, đúng không? Ta phân bổ cho cửa hàng số 3 600 triệu. Nhưng nếu đóng cái cửa hàng số 3 thì ta chỉ tiết kiệm được có 50 triệu, không đáng kể, đúng không? Tuy nhiên thông tin này vẫn là thông tin thích hợp bởi vì nó có sự khác biệt. Đó. Tiếp theo, các nhân viên khác của cửa hàng số 3 sẽ thôi việc nếu cửa hàng đóng cửa và phải bồi thường cho anh ta, cho các nhân viên này là 10 triệu đồng, tổng số có 5 nhân viên. Đấy. Như vậy ta có lương nhân viên bán hàng nhưng nhân viên khác là nhân viên bán hàng rồi, đúng không? Thì hiện nay là cửa hàng số 3 có lương nhân viên bán hàng 500 triệu và họ nghĩ nếu đóng cửa cửa hàng này toàn bộ nhân viên nghỉ việc hết, đúng không? Thì ta sẽ tiết kiệm được 500 triệu, nhưng đồng thời nó lại phát sinh một khoản gì? Chi phí bồi thường. Đấy. Thì ta có thể trình bày theo kiểu bù trừ, tuy nhiên thì trong quản trị ta tốt nhất là cứ tách riêng ra, đúng không? Đấy. Có thêm một khoản là tiền bồi thường là thông tin thích hợp nữa. Ngoài cái lương nhân viên này là một thông tin thích hợp ra thì cái tiền bồi thường cũng là một thông tin thích hợp, ta có thể trình bày có cách ra. Rồi biết rằng là doanh thu và chi phí của hàng bán dự kiến không biến động trong năm tới, ý muốn nói đến chỉ tiêu doanh thu và dấu hàng bán, từ chi phí hàng bán này thì ta hiểu là dấu hàng bán ấy, ta có thể sửa luôn để cho nó đỡ bị giá vốn của hàng bán không biến động trong năm tới. Thì câu này có nghĩa là cái số liệu năm qua đã qua mà trở thành thông tin gì thích hợp, bởi vì nó sẽ trở thành dữ liệu dự báo rồi mà, đúng không? Đấy. Câu này nó khẳng định rằng những cái thông tin mà chúng ta dự kiến trước đây nó là quá khứ để xem xét thì nay nó lại trở thành thông tin tương lai, đúng không? Vì năm tới không có biến động so với năm cũ. Đấy. Các cái chi phí phục vụ điện nước, chi phí khác thuộc chi phí quản lý doanh nghiệp là định phí chung. Như vậy trong chi phí quản lý doanh nghiệp ta rất nhiều những cái chi phí mà bên đây ta sẽ chưa xét đến, gồm điện nước này, bọn này là thông tin không thích hợp vì nó định phí chung, đúng không? Chi phí khấu hao tài sản công ty quản lý không thấy nói gì thì ta suy luận sau logic khấu hao này không thấy nói gì có nghĩa là không thích hợp, không giảm được, đúng không? Khấu hao tài sản công ty quản lý này không thích hợp, chi phí chung khác này cũng là thông tin gì không thích hợp. Quản lý chung không thể nói gì, đúng không? Cũng là thông tin không thích hợp. Chúng ta có đến 10 khoản chi phí, tất cả 14 khoản chi phí thuộc về quản lý doanh nghiệp và bán hàng, nhưng mới chỉ nhắc đến 6-7 khoản thôi. Còn những khoản khác không có thông tin thì ta phải dùng suy luận logic, đúng không? Thường những chi phí quản lý không thể nói gì thì là thông tin và chi phí quyết định, đúng không? Riêng chi phí bảo hiểm hàng hóa ở đây người ta mở hoặc là mình mua bảo hiểm hàng hóa cho cửa hàng nhưng hay toán cho chi phí quản lý. Đấy. Thì có kinh doanh cửa hàng thì có phát sinh, đúng không? Và không có thôi, nhưng đây lại là thông tin thích hợp. Rà soát xem trên chi phí bán hàng còn khoản nào chưa được nhắc tới.
không hỏi chị Quỳnh gì ạ? Tức là nếu mình ngừng kinh doanh cửa thứ ba thì giá vốn phải giảm đi chứ. Chứ đấy ngồi nhẹ không ngồi quen cái giữa, không ngồi có bàn. Nó muốn nói là không đổi so với năm tới, tức là cái số tiền nó qua năm ngoái. Em đến trước chị Quỳnh nhé. Nhà chỗ này chị Quỳnh chị mình ngồi em. Còn ngừng cửa hàng thứ ba thì chắc chắn giá vốn vàng qua phải giảm đi rồi. Ở đây như thương mại này. Đó. Thì muốn nói là các con số của cửa hàng số 1, số 2 cũng nguyên. Đúng không? Doanh thu cũng vậy mà. Doanh thu không đổi cái nào so với năm ngoái thì thông tin đấy trở thành thông tin là tương lai, và nó vẫn có sự khác biệt giữa hai phương án, bởi vì là mình ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thì chắc chắn doanh thu của giá vốn là sẽ không đổi. Đúng không? Trong chi phí bán hàng thì chúng ta sẽ còn trong khoảng phần nào chưa nhắc đến quảng cáo của cửa hàng, cái gì gắn với cửa hàng và trực tiếp rồi cũng cái này là chúng ta thấy không, chắc chắn là thôi kinh doanh thì cửa hàng đấy thôi quảng cáo. Đúng không? Nhưng dưới này nó còn cái món là chi phí quảng cáo chung. Hàm ý rằng là đây là doanh nghiệp quảng cáo phân bổ cho cửa hàng, không có nhắc gì, chứ giờ ông này vẫn mọc. Đúng không? Có thể là giữ nguyên ngân sách quảng cáo đúng không ạ? Đấy. Thế thằng này thì lại là gì? Không thích hợp. Đấy. Không thích hợp. Thấy chưa? Khấu hao thiết bị giao hàng thì nói gì không? Không thể nói gì. Đúng không? Đấy. Thì đặc tính của những chi phí này có tính chất của chính cố định mà không thể nói gì thì là thông tin không thích hợp. Đấy. Chúng ta vừa căn cứ trên thông tin bà cho để vừa kết hợp gì? Suy luận. Mà muốn suy luận thì mình lại phải dựa vào những cái định hướng. Đúng không? Chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí cố định mà không thể nhắc gì thì thường là thông tin không thích hợp. Đúng không? Đấy. Rồi, đấy là những cái chúng ta phân biệt. Vậy bây giờ ta sẽ so sánh hai phương án. Nếu tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 thì doanh thu chi phí thế nào? Ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thì doanh thu chi phí thế nào? Đúng không? Tất nhiên ta chỉ đưa những thông tin thích hợp để so sánh thôi, để cho nó giảm bớt khối lượng tính toán của mình đi. Bởi vì có đưa tất vào thì nó cũng sẽ ra kết quả giống nhau. Bởi vì những chi phí này, những chi phí nó ở cả hai phương án đều như vậy. Trừ đi mà không mà so sánh cái bằng không mà. Đấy. Chúng ta sẽ đưa vào cái bảng để so sánh. Tất nhiên cái điểm vừa rồi mà chúng ta vừa lập luận với nhau á thì nó cũng thứ nhất là để chúng ta hiểu. Còn khi làm bài thi thì mình phải nhấn mạnh cho người ta thì căn cứ vào những thông tin đó thì chúng ta khẳng định rằng những thông tin sau đây là thông tin không thích hợp. Ta phải khẳng định cái này đã. Sau đó còn lại những thông tin khác là thích hợp trong điều bản. Ta phải giải thích xem là ta phải nhận diện xem là những thông tin nào là những thông tin không thích hợp. Còn lại những thông tin thích hợp trong điều bản. Điện nước của bán hàng không loại được, bởi vì nó gắn điện nước cửa hàng có kinh doanh thì có chi phí đấy cũng có thôi. Những cái gì mà trong tư duy nó gắn điện nước cửa hàng đấy nó là không thể hiểu, đúng không? Còn những cái phân bổ chung ấy thì nếu ta giải thích là có biến động thì chúng ta coi là không thể hiểu không. Như vậy ta phải vừa kết hợp suy luận, đúng không? Vừa kết hợp là dựa vào thông tin của bài cho. Những thông tin nào bài cho thì nó rất là rõ ràng. Vậy ta sẽ dựa vào đấy ta kết luận cái nào thích hợp, cái nào thích hợp rồi. Ngoài ra những cái chi phí, những cái doanh thu mà trong bài người ta cho nhưng chưa có thông tin khác thì ta lại phải dùng cái định hướng chung của mình để mình suy luận. Đó. Trong đó những cái gì mang tính chất là trực tiếp gắn chặt với từng phương án thì nó sẽ là thông tin thích hợp. Tức là còn lại chúng ta sẽ có những thông tin sau đây. Chúng ta sẽ có những thông tin sau đây, còn lại là thông tin thích hợp.
trước hết là doanh thu này, giá vốn này, rồi một số chi phí bán hàng. Chú ý rằng ta so sánh là ta so sánh tổng nhé. Đây là tổng doanh thu và chi phí thích hợp nếu phương án tiếp tục kinh doanh vẫn được duy trì. Đây là tổng chi phí và doanh thu của doanh nghiệp nếu như đã ngừng cửa hàng số 3. Ta so sánh cái tổng này. Và đây là phần chênh lệch. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể dùng cách làm như sáng nay là ta chỉ đi luận bàn và cái chênh lệch này thôi, đúng không? Dùng cách lập luận thì ta tính. Do cửa hàng số 3 ngừng hoạt động nên doanh thu cửa hàng số 3 bị giảm 10. Đấy. Người ta cứ thế ta lập luận ra, ta tính ra. Thế còn nếu dùng cách chụp bảng thì ta sẽ so sánh tổng số. Đây là tổng doanh thu chi phí của doanh nghiệp khi vẫn kinh doanh 3 cửa hàng. Còn đây là doanh thu chi phí của doanh nghiệp khi cửa hàng số 3 đã ngừng hoạt động. Tất nhiên ta chỉ đưa vào những thông tin mà chúng ta đã kết luận là thông tin thích hợp thôi. Cho nên nó sẽ lược bớt đi rất nhiều. Như vậy doanh thu là chênh lệch mất 10.000. Tổng doanh thu của hai phương án chênh lệch 10.000. Theo hướng là tiếp tục kinh doanh thì nhiều doanh thu hơn ngừng kinh doanh 10.000. Giảm vốn hàng bán, nếu tiếp tục kinh doanh thì doanh thu giảm vốn là 30.000, ngừng kinh doanh nó chỉ còn 23.000, giảm 7.000. Giá vốn hàng bán được giảm đi 7.000. Chi phí bán hàng, đầu tiên là tiền lương. Tiền lương thì toàn bộ lương của cửa hàng số 3 là giảm được, chênh lệch 500. Tuy nhiên lại phát sinh một khoản bồi thường nhân viên bán hàng. Phương án tiếp tục kinh doanh thì không phải bồi thường, ngừng kinh doanh thì lại phải bồi thường. Những cái gì là chi phí ta để trong ngoặc để lại số âm, sau này ta cộng vào cho kết quả luôn. Nhưng riêng cái khoản bồi thường này thì phần chênh lệch là số dương. Quảng cáo của cửa hàng bớt được 50. Tiền thuê cửa hàng bớt được toàn bộ 200. Chi phí điện nước của cửa hàng bớt được toàn bộ 50. Lương nhân viên giao hàng phân bổ cho cửa hàng số 3 là 100. Nhưng thực tế khi đóng cửa, nếu đóng cửa thì chỉ tiết kiệm được có 50 theo thông tin của bài. Đấy. Như vậy chênh lệch về chi phí bán hàng tổng kết lên thì phương án ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thấp chi phí bán hàng hơn 850. Như vậy có nghĩa là ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 chỉ tiết kiệm được 850 chi phí bán hàng. Dẫu sao chi phí bán hàng thì nó cũng thường gắn với chính cửa hàng đó. Cho nên mức độ tiết kiệm này còn tương đối lớn, đúng không? Quản lý doanh nghiệp còn tiết kiệm ít nữa, bởi vì thường đấy là chi phí chung. Quản lý doanh nghiệp thì chúng ta thấy rằng là
chúng ta chỉ tiết kiệm được hai khoản là hai thông tin thích hợp mà tôi vừa nêu ra, gồm có lương nhân viên quản lý đuổi việc được mùa đông, cho nghỉ việc được mùa đông, chi phí là giảm tiền lương 50 và giảm được cái chi phí bảo hiểm, đúng không? Còn lại thứ khác là cố định không thay đổi gì. Và cuối cùng ta tìm ra cái chênh lệch về lợi nhuận. Ta được tính hai con số cuối này bởi vì nó không ý nghĩa. Hai cái số cuối này thì nó chưa đầy đủ mà. Ta tính chênh lệch về lợi nhuận, ta tính theo cột cuối này. Cộng tất cả lại, ta thấy ra dương 2.000. Dương 2.000 này có nghĩa là phương án tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 cho lợi nhuận cao hơn phương án đường 2.000. Đúng không? Bởi vì cái cột trên này thì này, người ta đều lấy số liệu theo quan điểm là lấy phương án tiếp tục kinh doanh trừ đi phương án để ngừng kinh doanh. Như vậy là nếu mình ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thì chắc chắn là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ suy giảm so với cái hiện hành 2.000. Hay nói khác là cửa hàng số 3 thực ra nó lỗ nhiều, nó lỗ 500 là bởi vì nó gánh chi phí chung của doanh nghiệp lớn quá, đúng không? Mà cái giá tài chính ấy, thì khi nó phát sinh chi phí thì thường ta sẽ cố gắng để phân bổ cái chi phí đấy cho đâu đó, đúng không? Bộ phận nào đó, sản phẩm nào đó phải chịu. Đấy. Cho nên nó sẽ tạo ra cái số liệu ấy, mà đôi khi nó đánh giá không đúng cái sự đóng góp, đúng không? Của một bộ phận hay một sản phẩm nào đó cho hoạt động chung của mình. Do vậy cho nên cái kết quả phân bổ thường không có ý nghĩa trong quản trị. Tất nhiên để công bố các kết quả kinh doanh như bên ngoài, đúng không? Công bố báo cáo tài chính thì chúng ta đương nhiên phải tính toán theo kiểu phân bổ đấy, đúng không? Thế nhưng mà xét ở góc độ để quản trị doanh nghiệp, đúng không? Đặc biệt là khi doanh nghiệp đang kinh doanh rất đa dạng, nhiều mặt hàng, nhiều bộ phận, đúng không? Đấy. Đánh giá đúng được sự đóng góp của từng mặt hàng vào tổng thể chung của doanh nghiệp, đánh giá được đúng sự đóng góp của từng bộ phận vào doanh nghiệp thì thông tin và cách xử lý của cái tài chính là sẽ làm chúng ta bị hiểu nhầm, đúng không? Hiểu nhầm. Nhiều khi chúng ta cứ phân bổ theo doanh thu thôi chẳng hạn. Đấy. Cho nên là cửa hàng số 3 này nó bị phân bổ rất nhiều phí, đúng không? Bản thân nó gánh được những chi phí của chính nó, đúng không? Đồng thời nó còn đỡ được một số chi phí chung của doanh nghiệp. Thế mà bây giờ mình lại bỏ ngừng nó đi thì khác nào mình tự chặt chân chặt tay mình, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái khác biệt giữa cách nhìn nhận về chi phí của cái tài chính là tôi muốn gì tìm cách phân bổ cho tất một cái đối tượng nào đấy quản trị, đúng không? Thế nhưng ở quản trị thì chúng ta lại muốn bóc tách cái sự đóng góp thực sự của từng cái bộ phận này. Đấy. Thế còn các chi phí chung thì về nguyên tắc là doanh nghiệp đã chi ra thì cuối cùng sẽ tác động lợi nhuận thôi, nhưng chi phí chung đấy thường không có ý nghĩa khi ta muốn đánh giá về một bộ phận của doanh nghiệp. Vậy ta kết luận là xét về mặt tài chính thì phương án tiếp tục duy trì cửa hàng số 3 sẽ cho mức lợi nhuận chung của doanh nghiệp cao hơn phương án được kinh doanh là 2.000. Xét về kế hoạch tài chính trong ngắn hạn vẫn tiếp tục nên duy trì cửa hàng số 3. Chúng ta cũng có cái câu rất là trọng, đúng không? Xét về mặt tài chính lại còn trong gì? Trong ngắn hạn thôi. Còn dài hạn thì chúng ta sẽ cơ cấu lại tốt hơn, đúng không? Và đây là trong ngắn hạn thì cái việc ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 doanh nghiệp người ta vẫn chưa cơ cấu kịp. Cho nên những cái chi phí quản lý vân vân nó vẫn giữ nguyên như năm ngoái, đúng không? Nhưng mà về lâu về dài chắc chắn khi ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thì những cái chi phí chung của doanh nghiệp nó sẽ giảm xuống, đúng không? Nó tìm cách để giảm xuống thì kết quả tính toán nó sẽ khác, đúng không? Nhưng chúng ta chỉ đang kết luận trong ngắn hạn mà thôi. Tất nhiên là thông tin thích hợp ở một cái tình huống người ta cho chúng ta đấy thì thường là chưa đầy đủ. Chúng ta vẫn kỳ vọng là có thể có những thông tin nữa, đúng không? Càng có thêm thông tin nữa thì ta càng có cơ sở để tính toán, đúng
và đưa ra cái đánh giá nó phù hợp hơn. À, vì vậy chính vì thế cho nên là với những bài tập kiểu như thế này thì người ta cũng hay yêu cầu chúng ta một cái yêu cầu phụ. À, yêu cầu phụ ngoài cái việc là tính toán dựa trên thông tin hiện có này thì người ta cũng hay yêu cầu phụ là bên cạnh thông tin trên, kế toán quản trị có thể thu thập thêm thông tin nào khác và thích hợp cho quyết định này. Vẫn còn có khả năng thu thập thêm thông tin khác vào bài này chứ đó thôi, đúng không? Thì thực chất chính là chúng ta đưa ra những giả định để những thông tin không thích hợp của bài này trở thành thông tin gì? Đúng không ạ? Đấy. Với thông số bài đã cho thì những cái turbo đỏ này là thông tin không thích hợp. Nhưng nếu có những cái căn cứ khác, đúng không? Giả định khác thì thông tin này là trở thành thông tin gì? Thích hợp. Đấy. Vì thế cho nên khi trả lời câu hỏi phụ thì thường ta sẽ nhìn vào những cái thông tin này để ta tập hàm, đúng không? Nếu có thêm thông tin nào đó khác thì tốt. Cho nên với câu hỏi phụ này là kế toán quản trị có thể thu thập thêm những thông tin nào khác mà thích hợp cho quyết định này, thì chúng ta có một số thông tin sau đây có thể thu thập thêm. Thứ nhất là thông tin về phương án sử dụng các cái thiết bị bán hàng và thiết bị gì giao hàng, thông tin thêm về phương án sử dụng. Nếu có thông tin thêm về phương án sử dụng thiết bị giao hàng bán hàng, bây giờ chúng ta lờ đi đúng không, chỉ chuyển trong cảng số 1, số 2 thôi. Còn cái thiết bị giao hàng thì không nói gì, chúng ta mặc nhiên đang thừa nhận nó là thông tin gì không thích hợp. Nhưng nếu có thông tin khác bổ sung thêm về việc sử dụng thiết bị bán hàng và giao hàng thì thông tin đấy sẽ là thông tin thích hợp. Ví dụ không dùng được cho thuê đi, đúng không? Nên cho thuê thì ít nhiều cũng kiếm được tí, có tí thu nhập, đúng không? Vậy thu nhập đấy là thu nhập của phương án lương kinh doanh hàng quan, đúng không? Thì nếu có thông tin đấy nó sẽ trở thành gì? Được thích hợp. Đấy. Ít nhất là nhìn như thế. Thứ hai là cái chiến quảng cáo chung này, đúng không? Hiện nay chúng ta cũng không thể nhắc đến. Thì thông thường quy mô kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ lại thì cái nhân sách cho quảng cáo người ta phải điều chỉnh, đúng không? Đấy. Thì mình nói như vậy, cần có thông tin thêm về điều chỉnh để chi phí cho hoạt động quảng cáo chung của doanh nghiệp, cần có thông tin thêm về việc là điều chỉnh cái chi phí quảng cáo chung. Hiện nay chúng ta vẫn giả định rằng là cửa hàng số 3 ngừng hoạt động, nhưng mà hoặc là chúng ta vẫn chấp nhận quảng cáo ra ngoài, đúng không? Về thông tin đấy là không thích hợp. Những cái chi phí phục vụ điện nước này thì nó gắn với bộ máy quản lý, chúng ta cũng ít có cơ sở để nói. Khứ hoa tài sản có đi quản lý thì cũng có ít có cơ sở để nói. Chúng ta có thể khai thác thêm vào cái chỗ doanh thu nữa. Hiện nay đang giả thiết là doanh thu của năm kế hoạch này vẫn giống như cái năm chúng ta đã xem xét này, đúng không? Nhưng mà vì ba cửa hàng này là kinh doanh trên cùng một cái địa bàn, cho nên có khả năng là khách hàng sẽ chuyển từ cửa hàng số 3 sang cửa hàng số 1 và số 2 chứ, đúng không? Nhưng mà chúng ta chưa có tin. Đấy. Có thể việc ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 thì lại làm cho doanh thu cửa hàng số 1, số 2 tăng lên, đúng không? Đấy. Thì thông tin đấy nên được thu thập. Rồi. Thông tin về việc là tác động của ngừng kinh doanh cửa hàng số 3. Tác động của việc ngừng kinh doanh cửa hàng số 3 đến doanh thu và giá vốn. Cái doanh thu thì sẽ kèm theo giá vốn. Đó. Đến doanh thu và giá vốn của cửa hàng số 1 và số 2. Có thể có những khách hàng quen đúng không? Người ta sẽ di chuyển để người ta mua hàng tại cửa hàng số 1 và số 2. Đặc biệt là những cái mặt hàng đặc thù mà mang tính chất đặc thù kinh doanh của chúng ta. Thế thì cái câu hỏi phụ đấy nó chỉ được khoảng 0,5 điểm, đúng không? Nên thường chúng ta nghĩ ra nhiều, đừng mất thời gian quá, gạch ba bốn cái đều dặn và kết thúc. Người ta cũng chẳng nói là nhất thiết phải có mấy thông tin đâu. Vì trong tin thấy một đoạn này người ta cho 0,5 điểm.
người ta cũng không đáp án, người ta không làm là tối thiểu phải có 5 thông tin hay 3 thông tin. Gọi là mình biết cách suy luận, là chúng ta bám vào những cái điểm còn chưa chặt chẽ trong bài này. Đúng không? À, thông tin chưa chặt chẽ, mà trước đây mình phải buộc dùng logic để suy diễn, nay mình lại đặt ngược lại cái đề, nó có thể trở thành thông tin gì đấy. Rồi các chị em là đây cũng là một tình huống mà chúng ta cũng giải quyết bằng cái bảng phân tích thông tin thích hợp. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể giải quyết bằng cách so sánh. Thì đấy là cái tình huống thứ hai. Hai tình huống chúng ta vừa làm thì nó có một đặc điểm chung đó, là các phương án được đưa ra thì chúng ta đều tính toán tác động của hai phương án đấy đến tổng thể hoạt động của doanh nghiệp. Đúng không? Phương án 1 là duy trì cửa hàng số 3 thì ta tính tổng doanh thu tổng chi phí. Phương án 2 ngừng cửa hàng số 3 thì chúng ta tính tổng doanh thu tổng chi phí của doanh nghiệp. Trên cơ sở giả thiết là ngừng cửa hàng số 3 thì ta sẽ thấy. Nhưng cũng sẽ có những bài tập mà người ta chỉ cho chúng ta cái dữ liệu chênh lệch thôi thì ta không thể lập bảng được. Đấy. Mà ta buộc phải dùng cách lập luận. Như sáng nay ta đã từng làm một cái bài đấy, đúng không ạ? Ta chỉ dựa trên kết quả so sánh để ta lập luận thôi. Chúng ta không có thông tin về về số liệu doanh thu chi phí của toàn doanh nghiệp để mà tính so sánh như kiểu các bạn này. Đấy. Thì chúng ta sẽ xem một cái bài tập dạng đó. Là cái bài số 14, 15. Bài 15. Bài này cũng liên quan đến một tình huống về chấp nhận hay không chấp nhận một đơn đặt hàng. Sáng nay ta cũng giải quyết một tình huống về chấp nhận hay không chấp nhận một đơn hàng. Nhưng số liệu chúng ta có bài sáng ngày hôm nay là ta có đủ số liệu về toàn doanh nghiệp, đúng không? Sản lượng sản xuất hiện hành là 8.000, nếu nhận thêm đơn hàng là 10.000, doanh thu chi phí có đầy đủ, đúng không? Ta sẽ tính toán được là nếu nhận đơn hàng thì tổng doanh thu chi phí của doanh nghiệp là bao nhiêu, nếu không nhận đơn hàng thì tổng doanh thu chi phí của doanh nghiệp là bao nhiêu, ta so sánh. Nhưng bài này người ta không cho số liệu cái phần còn lại của doanh nghiệp mà chỉ cho số liệu về mỗi đơn hàng. Thường nó gắn với những doanh nghiệp mà hoạt động của đơn hàng nó mang tính chất là đơn trước, tức là cái đặc thù sản xuất chúng ta đấy là theo từng đơn đặt hàng, đúng không? Nó không có khái niệm về chi phí đơn vị, nguyên vật liệu đơn vị của sản phẩm trung bình là bao nhiêu cũng có, mà mỗi một đơn hàng sẽ là một đặc thù khác nhau, đúng không? Cho nên những cái chi phí bình quân, chi phí đơn vị, nhân công, chi phí nguyên liệu, vật liệu vân vân là ta không có con số đó. Vì là chỉ doanh nghiệp sản xuất hàng loạt nên có những con số đấy, đúng không ạ? Còn ví dụ như chúng ta làm dịch vụ chẳng hạn thì mỗi một đơn hàng, mỗi một hợp đồng dịch vụ nó lại khác nhau, đúng không? Đấy. Hay là mình sản xuất sản phẩm nhưng mà trên cơ sở đặt hàng của khách hàng chứ không phải sản xuất hàng loạt để bán, đúng không ạ? Thì mỗi một thằng khách hàng nó đặt hàng như một kiểu, làm thế nào để tính được là vật liệu trung bình như một đơn vị sản phẩm đâu, bởi vì sản phẩm nó không giống nhau, đúng không ạ? Thì đấy chính là tình huống của bài này. Bài này ta lại không dùng được cái công cụ là so sánh các thuộc bài mà ta buộc phân tích. Tình huống chúng ta như sau: doanh nghiệp nhận được một đơn hàng trị giá 330 triệu, tổng doanh thu đơn hàng dự kiến là 330 triệu. Để sản xuất đơn hàng này, dự kiến doanh nghiệp phải huy động một số nguồn lực sau: 4 loại vật liệu ABCD, biết rằng nhu cầu sử dụng đây, mức tồn kho hiện tại đây, giá vốn trên sổ kế toán đây, giá thị trường mình có thể mua, giá thanh lý nếu mình muốn bán. Như vậy là ít nhất người ta cho ta 3 loại giá, đúng không? Trong đó giá gốc chắc chắn không sử dụng, bởi vì nó là giá gì? Quá khứ. Trong bài tập về xử lý thông tin tích hợp thì giá gốc sẽ không sử dụng vì nó là giá quá khứ. Chúng ta sẽ chỉ sử dụng một trong hai loại giá này mà thôi. Đó là cái câu chuyện của tương lai. Đó là nhu cầu sử dụng đây và mức tồn kho đây. Bây giờ đây là chính vật liệu. Mình muốn tính chi phí vật liệu thích hợp
cho đơn hàng này thì ta xét từng loại vật liệu một. Vật liệu A, nhu cầu mình cần dùng là 1.000, hiện không có trong kho, tức là mình đi mua về rồi đúng không? Vậy chi phí vật liệu A phải tính ra giá thị trường của nó là 6.000, đúng không? Mình dự toán thôi mà, để xem mình có nhận đơn hàng hay không, phải tính theo giá 60.000 là mặt bằng giá thị trường hiện nay, đúng không? Rồi vật liệu B, vật liệu B thì mình có tồn kho, nhưng mà người ta lại có câu giải thích thế này: nguyên vật liệu B được doanh nghiệp sử dụng thường xuyên cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, nguồn cung là không hạn chế. Câu này ý muốn nói rằng là nếu mình khi người ta dự trữ trong kho 600 này này, là người ta không tính dùng cho đơn hàng này, mà có kế hoạch rồi, đúng không? Vậy thì nếu mình có tạm dùng cái 600 này cho đơn hàng này thì mình có thể mua về để bù không, đúng không? Hay nói khác là vì nhận đơn hàng này thì vẫn cứ phải ra thị trường mà mua đến 1.000, vẫn phải nhập 1.000 vật tư nữa, đúng không? Vậy vẫn phải tính ra giá thị trường là 50, đúng không? Vật liệu C đang tồn kho 700, trước đây mua giá 45, nay thị trường có giá 40, mà nếu muốn bán đi mình bán chỉ 30, mình mua được 40 nhưng khi mình bán lại chỉ 30, một hai cái việc khác nhau. Nhưng vật liệu C thì nói thế nào đây? Vật liệu C là loại đặc thù không thể sử dụng cho đồ khác, doanh nghiệp đang có ý định thu hồi. Như vậy vật liệu C này có hai phương án để sử dụng, đúng không? Nếu mình dùng nó cho đơn hàng của mình thì thôi thanh lý, mà nếu thanh lý bán thì thu được bao nhiêu? 30.000. Vậy việc dùng vật liệu C này cho đơn hàng này sẽ làm mất đi một khoản thu thanh lý, đấy là chi phí cơ hội, đúng không? Đấy, như vậy vật liệu C này ta tính trên cơ sở chi phí cổ, nhưng chỉ 700 thôi, 700 vật liệu C này tính theo giá có thể thanh lý, còn thiếu 300 thì vẫn phải gì? Đi mua về. Đấy, như vậy riêng vật liệu C ta tính theo hai kiểu giá, đúng không? 700 đang tồn thì tính theo giá có thể thanh lý, còn 300 bị thiếu thì phải tính theo giá mua về. Còn giá mua trước đây mình đã mua rồi thì quyết định này có ảnh hưởng gì đến giá 45.000 đâu, đúng không? Khi nào thực tế làm đơn hàng xuất kho thì sẽ tính theo giá 45, đúng không? Nhưng mà tư duy để ra quyết định thì con số 45 là không ý nghĩa, đúng không? D, vậy là D ta đang tồn kho 200, nhu cầu sử dụng cũng là 200. Để xem người ta nói gì về vật liệu D. Vật liệu D là loại đặc thù, doanh nghiệp đang có kế hoạch sử dụng vật liệu D để thay thế cho vật liệu E. Giá vật liệu E trên thị trường là 80.000. Đấy, bây giờ ta tư duy vật liệu D nhé. Vật liệu D đang có giá 200, mà hiện nay là đặc thù thì có nghĩa là không có muốn sử dụng, cùng lắm là bán thanh lý, thu được gì 60, nhưng lại có phương án khác thay thế cho vật liệu E là tiết kiệm được gì 80. Như vậy về logic kinh tế thông thường thì hai phương án đấy mặc nhiên người ta chọn phương án là thay thế cho vật liệu E. Đấy, và bây giờ lại định dùng cái vật liệu D này cho đơn hàng này nữa, như vậy tổng cộng có 3 phương án sử dụng, đúng không? Thì chi phí của vật liệu D tính cho phương án này phải là lợi ích cao nhất của hai phương án còn lại. Chi phí cơ hội mà, chi phí cơ hội thì phải là lợi ích cao nhất của hai phương án còn lại. Phương án 1 là thanh lý đủ 60, phương án 2 là thay thế vật liệu E tiết kiệm được 80. Vậy lợi ích cao nhất là tiết kiệm được 80. Tiết kiệm 80 nó trở thành chi phí của đơn hàng này vì mình lại sử dụng vật liệu D của đơn hàng này. Chi phí cơ hội bao giờ cũng tính là cao nhất trong số phương án còn lại, đúng không? Vì theo tư duy kinh tế thông thường thì nếu có 3 phương án thì tôi sẽ loại trừ 2 phương án đi, đúng không? Có 3 phương án ABC này, đúng không? Thì trước hết tôi muốn chọn phương án A này thì tôi sẽ so phương án B với phương án C trước đã. So A thằng này, lấy thằng này cao hơn, đúng không? Trong trường hợp này phương án B là cao hơn thì tôi loại C. Loại C tôi lại so A với B, đúng không? Điều đấy chi phí cơ hội
và là của phương án B. Cho nên cái vật liệu D này ta sẽ phải tính chi phí của D theo giá gì? 80. Chi phí ngồi bây giờ ta phải tính với con số K. Trong khi đó thực tế lúc mua chỉ có gì? 50 mà không. Đúng nhỉ? Chi phí ngồi ta phải luôn tính theo phương án tối đa thế này. Ví dụ như bây giờ mình xin việc thôi. Ba công ty đã nhận mình. Đó. Một công ty trả lương 20 triệu, một công ty trả lương 25 triệu. Còn thằng này đang đàm phán. Chưa biết được bao nhiêu. Thì mình nghĩ trong đầu là mình đã có hai phương án rồi, 20-25 rồi. Ít nhất thì mình phải yêu cầu ông này phải cao hơn 25 chứ. Bởi vì hai phương án kia mình đã chọn, nếu mà mình vì tiền mình đã chọn phương án 25 rồi. Đúng không? Vậy cái công ty này đàm phán phải cao hơn 25 chứ. Đúng không? Đấy. Chi phí cơ hội bao giờ cũng là lợi ích cao nhất mà các phương án còn lại đem lại cho mình. Đúng không? Đấy. Như vậy vật liệu D này thực chất là ta tính theo chi phí cơ hội. Phải luôn luôn tính theo cái lợi ích cao nhất. Đấy. Thế thì từ cái đó để ta thấy rằng là vậy chi phí vật liệu trong trường hợp này là ta không dùng giá gốc gì cả. Đúng không? Đều toàn dùng những giá kỳ vọng, những cái chi phí cơ hội, những cái thị trường. Đấy. Bởi vì rõ ràng cái đơn hàng của mình là chưa xảy ra. Đúng không? Khi nó xảy ra thì nó dẫn đến cái hệ quả. Đấy. Thế là đấy là cái phân tích rồi thì chúng ta xem kết quả sau. Về nhân công, chúng ta có 3 cái yếu tố tạo nên lương nhân công. Một, sử dụng khoảng 20 công nhân tay nghề bậc phổ thông. Số công nhân này hiện đang nghỉ chờ việc. Và mình trả tiền lương chờ việc là 1,2 triệu hàng tháng. Nếu sử dụng cho đơn hàng này dự kiến sản xuất trong 1 tháng thì chúng ta sẽ trả lương 4 triệu một tháng. Như vậy, nếu nhận đơn hàng này, vì đơn hàng này là tăng chi phí lương của chúng ta chỉ là 2,8 triệu mà thôi. Đúng không? Vì đơn hàng này làm tăng tiền lương của chúng ta chỉ là 2,8 triệu. Ta phải so sánh. Đúng không? Không nhận đơn hàng nó cũng trả cho bạn. Nhận đơn hàng thì nó chỉ làm tăng 2,8 triệu. Vậy ta tính chi phí cho đơn hàng này chỉ tính theo giá. Đơn hàng lương 2,8 triệu. Điều chuyển công nhân kỹ thuật có tay nghề cao từ đơn hàng khác sang, và với việc hợp lý hóa sản xuất thì việc điều chuyển này không làm tăng thêm phí lương. Như vậy, cho dù cái cán bộ kỹ thuật, đúng không, được chuyển từ một cái đơn hàng khác sang, thì khi mà mình hạch toán của cái nhóm tài chính ấy, thực tế xảy ra thì chắc chắn tiền lương của họ sẽ được tập hợp chi phí cho đơn hàng này. Nhưng vấn đề trước mặt quản trị thì rõ ràng đơn hàng này không làm tăng phí lương, đúng không? Đấy. Thì khi mình dự toán chi phí về góc độ quản trị thì không đưa lương của hàng, không đưa lương hàng vào đây, chỉ sau này tập hợp chi phí thực hiện, đúng không? Thì giảm chi phí ở những đơn hàng khác đi, tăng chi phí đơn hàng này lên, đúng không? Nhưng rõ ràng nó không làm tăng tổng chi phí lương của doanh nghiệp về cái hạng mục là công nhân kỹ thuật. Đấy. Thì quản trị ta lại không đưa vào. Rồi. Ngoài ra chúng ta thuê ngoài một chuyên gia kỹ thuật giám sát thực hiện đơn hàng, tiền lương trả 7 triệu đồng. Ví dụ thế. Cái này thì phải chi, phải ghi rồi. Nó do đơn hàng phát sinh. Về thiết bị, để ký hợp đồng chúng ta dùng mấy cái thiết bị sau đây và phát sinh chi phí. Một là thuê một số máy móc thiết bị với giá thuê là 7,5 triệu, chi phí vận hành là 2 triệu. Cái này đương nhiên phải tính rồi. Đúng không? Không thể tránh được. Thứ hai là ta dùng một số máy móc thiết bị đang dự kiến sử dụng cho một đơn hàng khác. Đơn hàng đó dự kiến tạo ra mức lãi trên biến phí cho doanh nghiệp là 20 triệu. Đây là máy chuyên dùng không thể thuê ngoài. Bây giờ phải hy sinh đây. Đúng không? Mình cũng đang đàm phán một đơn hàng khác để sử dụng những thiết bị này. Bây giờ nếu dùng những thiết bị này cho cái đơn hàng mình đang cân nhắc đây thì lại phải ngừng đơn hàng kia. Ngừng lên kia thì giảm lãi mất gì? 20. Vậy đấy cũng là chi phí cơ hội. Đấy là chi phí cơ hội của việc sử dụng thiết bị. Đó, tính cho đơn hàng này. Đấy. Ngoài ra, chúng ta sử dụng một thiết bị của doanh nghiệp hiện đang không sử dụng chờ thanh lý. Nếu bán ngay, dự kiến thu được 100 triệu. Nếu sử dụng xong cho đơn hàng rồi mới bán, thì lại bán rẻ.
Giá chỉ có 35 triệu. Thì như vậy sự suy giảm giá trị thanh lý cũng là một chi phí. Ngoài ra các cái chi phí vận hành thiết bị là 10 triệu. Như vậy trong phần thiết bị này chúng ta không thể nhận khấu hao. Đúng không? Vì khấu hao là chủ yếu cố định, thông tin không thích hợp. Những tài sản của doanh nghiệp chúng ta không thể nhận khấu hao. Như vậy với cách phân tích như thế thì tổng hợp lại ta sẽ được kết quả là doanh thu và chi phí của đơn hàng này như sau. Doanh thu thì vẫn vậy rồi, 330. Đây là ta phân tích riêng đơn hàng, chúng ta không có tính tổng của doanh nghiệp đúng không? Bởi vì ta không có số tổng, ta không có số liệu về tổng số. Chi phí tích hợp gồm nguyên vật liệu, gồm vật liệu A tính theo đơn giá mua ngoài, vật liệu B cũng tính theo đơn giá mua ngoài, vật liệu C thì 700 tính theo giá thanh lý, 300 tính theo giá mua ngoài, vật liệu D 200 đều tính theo chi phí cơ hội 80. Tổng chi phí nguyên vật liệu theo cách tính của chúng ta là 159. Tiếp theo về thiết bị, chúng ta chẳng nhận thiết phải trả lại không? Về thiết bị thì phần thiết bị thuê ngoài đương nhiên phải chi giá 9,5 triệu. Thiết bị của doanh nghiệp thì ta tính theo chi phí cơ hội 20 triệu. Thiết bị chờ thanh lý thì giảm giá mất 15 triệu. Các chi phí vận hành khác 10 triệu. Nhân công ta chỉ tính hai phần, là phần nhân công lao động phổ thông. Nếu lao động phổ thông thì tiền lương tăng thêm chỉ tính 2,8 thôi. Giám sát thuê ngoài tính 7 triệu. Tổng cộng chi phí phát sinh thích hợp là 276,250 và lợi nhuận tăng thêm của đơn hàng là 53,500. Thì nếu nhận đơn hàng này thì sẽ làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp là 53,500,000 theo cách tính toán tư duy quản trị. Và nếu đơn hàng này được nhận thật, đúng không, ông sếp bảo đấy mày tính như thế, bây giờ ta nhận đơn hàng là, thì khi mà đơn hàng đi vào triển khai thì chưa chắc mình tập hợp chi phí để tính ra giá thành, và do đấy chưa chắc nó ra con số này, đúng không? Ở dưới đấy là khi thực hiện là khấu hao tài sản cố định này, đúng không? Rồi là nhân công 4 triệu đã không tính cả cho đơn hàng này, bởi cứ theo đầu việc có ghi thôi, đúng không? Đấy. Rồi là tiền lương của nhân viên kỹ thuật vân vân, bao tiền đấy là nhưng kỹ thuật dùng cho đơn hàng này thì phải tính cho đơn hàng chứ. Đấy. Thì ra kết quả của cái tài chính chưa chắc đã ra được con số này, mà chắc là sẽ thấp hơn, lần lượt sẽ thấp hơn, nó chửi mình, đúng không? Ở đấy cho nên mày tư vấn mày tính như thế, mày tính đẻ tính thiếu, bây giờ thực tế phát sinh lên thế này. Nếu mà làm, đây là hai cách tiếp cận khác nhau. Khi ta tư vấn thì ta phải tính tổng thể tác động của đơn hàng này đến doanh nghiệp, nó tính chi phí ở đây lại có tính chỗ khác, đúng không? Rõ ràng bây giờ khấu hao tài sản cố định thì anh không nhận đơn hàng này anh có phải chi, đúng không? Đúng không nhỉ? Cho nên là đấy là do kỹ thuật tính của tài chính thôi. Còn nếu anh không nhận đơn hàng này thì khấu hao đấy anh vẫn phải tính ở đâu đó của doanh nghiệp, đúng không? Nó làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp, đúng không nào? Đấy. Hay là tiền lương đấy, đấy anh không nhận đơn hàng anh có thể trả lương cho người ta 1,2 triệu, anh vẫn phải tính nhiều chi phí. Bên đây chỉ là thủ tục của kế toán tài chính thôi, đúng không? Chứ nó không phải là cái đóng góp của đơn hàng thực tế. Nên giải thích trước cái thông tin kế toán tài chính và thông tin quản trị là chúng ta phải hiểu rõ, luôn luôn tư duy trên quan điểm so sánh. Còn cái tài chính thì ta không tư duy trên cơ sở so sánh, đúng không? Đấy. Chi phí đấy phát sinh ở bộ phận nào phải gắn cái bộ phận đấy, đúng không? Đấy. Chứ nó không
tính trên quan điểm so sánh là cái bộ phận đấy nó đóng góp gì thưa nhìn nó cứ theo địa chỉ thôi mà tính chi phí thôi. Cho nên đôi khi cái số liệu của các tài chính nó gây hiểu nhầm về cái mức đóng góp của từng cái bộ phận, từng cái đơn hàng, từng cái sản phẩm vào kết quả chung của doanh nghiệp. Và người ta hỏi ra có nên nhận đơn hàng không thì mình cũng sẽ kết luận thận trọng, đúng không? Xét về khía cạnh tài chính, doanh nghiệp nhận đơn hàng sẽ làm tổng lực tăng thêm người này. Cho nên nếu người ta hỏi là có nên nhận không thì mình cứ mạnh dạn thôi, nhưng mà tài chính thì nên nhận đơn hàng. Còn người ta hỏi là tăng thêm bao nhiêu thì mình trả lời con số này thôi. Còn người ta buộc mình phải tư vấn là nên hay không nên, tóm lại tính như thế nên hay không nên, đúng không? Thì mình vẫn kết luận về mặt tài chính thì nên. Cho nên chúng ta thường dùng là gì? Nhận đơn hàng sẽ làm tổng lợi nhuận tăng thêm lần này, đúng không? Đấy. Chứ chúng ta không nói rằng là đơn hàng này tạo ra cái lợi nhuận cho chính nó là đảm bảo, chứ hẳn vậy, đúng không? Tác động của đơn hàng đến doanh nghiệp, ta nhìn cái đó. Chúng ta không nhìn đơn hàng là cái độc lập, đúng không? Thực tế ra thì ví dụ như là cái thiết bị của doanh nghiệp này, cái 20 triệu chi phí cơ hội này, đúng không? Đấy. Nó cũng làm cho lợi nhuận ta giảm đi rất nhiều, bởi vì mình chấp nhận là một đơn hàng khác phải hy sinh, đúng không? Thì cái lợi ích của đơn hàng đấy, lợi ích đấy chỉ tính trong vô trong lỗ thôi, đúng không? Trở thành chi phí của đơn hàng này. Cho nên là cái lợi nhuận này đã còn bao trùm được cả cái lợi ích của việc một đơn hàng khác bị ngừng như được, đúng không? Vượt lên trên cả đơn hàng khác đấy, chấp nhận là tính cả cái thiệt hại của đơn hàng khác bị ngừng vào chi phí đơn hàng này. Cho nên cái 53 triệu này là lợi nhuận tính có trộm được. Thì bài này là chúng ta không tính theo quan điểm là so sánh hai phương án, đúng không? Vì chúng ta không có dữ liệu, ta chỉ đi tính trực tiếp vào tác động của đơn hàng thôi. Thì chúng ta cũng có thể lập luận bằng cách dùng bảng như này cũng được, hoặc là chúng ta tính toán từng nội dung chi phí. Thì qua tất cả những cái ví dụ này để thấy rằng cái nhóm quyết định đầu tiên chúng ta phải ôn là cái nhóm quyết định khó không. Thì nó sẽ rất nhiều tình huống. Trong đó thì những tình huống mà chúng ta có thể giải quyết được bằng cái dạng bảng so sánh hai phương án thì rất nhiều. Có cái trường hợp đặc thù này là có thể. Những trường hợp đặc thù này thì thực ra nó không nằm trong cái nội dung ôn thi của tài chính. Nhưng mà thôi thì tôi đã đưa vào trong bài tập thì cũng muốn dành thời gian để nói rõ ra thêm. Và chúng ta chưa bao giờ phải thi cái bài này. Nhưng thông qua cái bài này chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về cái gọi là thông tin kỹ thuật. Đúng không? Để nó củng cố cho những cái bài khác. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang nhóm quyết định thứ hai, đó cũng là cái vấn đề cuối cùng. Nhóm vấn đề thứ hai là các quyết định liên quan đến phân bổ nguồn lực. Quyết định liên quan đến việc phân bổ nguồn lực. Quyết định về việc phân bổ nguồn lực. Cái nguồn lực giới hạn, nguồn lực giới hạn.
Trong kinh doanh thì người ta luôn luôn giả định rằng là các nguồn lực chúng ta có là hữu hạn, đúng không? Vì thế nhiệm vụ của nhà quản trị là phải khai thác tối ưu những cái nguồn lực đấy, đúng không? Khai thác tối ưu của nguồn lực. Và thực tế trong cuộc sống chúng ta cũng như thế mà thôi, đúng không? Nhắn tiền là tới đây chúng ta đi thi, nguồn lực về thời gian chúng ta chỉ có 3 tiếng, không hơn nữa, đúng không? Đấy là một nguồn lực bị giới hạn. Và chúng ta thì mong chờ là thời gian dừng lại, đúng không? Thế nhưng mà thời gian vẫn cứ trôi đi thôi. Đấy. Vì thế nếu như với 3 tiếng ấy, với một cái đề thi mà chúng ta chắc chắn mình biết là mình sẽ làm hết full đề mũi rồi, đúng không? Chắc chắn là tốt. Thì việc mình làm câu nào trước không quan trọng, đúng không? Đã làm được cả rồi đi, làm câu nào trước quan trọng gì đâu. Làm lý thuyết trước hay làm bài tập trước chả có gì quan trọng, bởi vì cuối cùng khi giám thị thu bài chúng ta cũng làm xong, đúng không? Thì đấy, nguồn lực đấy không gọi là giới hạn nữa, đúng không? Đấy. Nhưng thực tế, giả sử chúng ta sẽ không làm hết tất cả câu hỏi của đề thi, đúng không? Vì chúng ta cần phải đến 3 tiếng rưỡi mới làm hết, mặc dù mình làm được nhưng vì mình biết chậm, đúng không? Chúng ta biết rằng là nếu mà thi 3 tiếng đồng hồ, thường những bài điểm 6, điểm 7 đã lên khoảng tầm 4 tờ, 12 mặt, à 16 mặt. Đó. Kỹ năng viết là cảnh giới đấy được. Đấy, rất may các bạn ở đây rất là chăm chỉ viết, tay nó mềm. Đúng không? Ngồi qua máy tính là lúc viết nửa tiếng đồng hồ không đỡ được này. Chán lắm, mà mỏi tay nó chán lắm. Đúng không? Thế vậy. Thì kia làm viết rất quan trọng. Thế giả sử bây giờ mình cần đến 3 tiếng rưỡi mình mới làm xong được, thì bây giờ mình phải ưu tiên những câu nào làm nhanh, làm ngắn để cho nhiều điểm trước, đúng không? Bởi vì mình không xong mà phải 3 tiếng hồ mình chọn làm câu nào trước câu nào sau để tối ưu hóa số điểm mình sẽ có. Tất nhiên không phải để điểm tối đa được rồi mình không xong, đúng không? Tối ưu hóa số điểm đấy. Thế thì ta phải phân phối thế này. Nếu ta chia cái block thời gian là cứ 30 phút một, đúng không? 30 phút làm bài tập sẽ cho nhiều điểm hơn 30 phút làm lý thuyết. Chắc chắn là như thế, đúng không? Chắc chắn là như thế. Giả thiết là mình biết làm nhé. Đây chỉ là vấn đề phân bổ thôi, đúng không? 30 phút làm bài tập sẽ cho nhiều điểm hơn 30 phút làm lý thuyết. 30 phút làm lý thuyết mình chết một câu, đúng không? Chết một câu. Đấy. Mà làm lý thuyết, 3 phút lý thuyết cũng nhanh hết thời gian lắm. Cứ ngồi chấp chấp chép nhìn ở mặt lên đã thấy 4 phút rồi. Cho nên là nếu không làm hết, cứ nên làm bài tập trước, đúng không? Vì bài tập nhiều khi là mình chỉ vẽ mấy cái định bản ra thôi, đúng không? Rồi nêu tác động của nó cho các đại chính, vân vân, đã xong câu bài tập rồi. Đó. 2 điểm thôi, đúng không? Nhưng lý thuyết viết cả trang. Có khi lúc chấm thi người ta không bạo lắm, chấm thi rất là bạo, bởi vì phải làm thế để vừa tập dục luôn nó mỏi mà. Thế cô vừa chấm thi ngồi nó mỏi, nó gặp một cái bài nó lạc đề cái đó. Khoáng. Thế thôi, 33 phút rồi. Đó. Nên là đấy là câu chuyện của việc phân bổ. Đúng không? Phân bổ. Trong điều kiện chúng ta không thể làm được 100% thì ta phân bổ cho nó tối ưu. Đúng không? Bây giờ quay trở lại doanh nghiệp. Vốn có hạn, máy móc có hạn, nhân lực có hạn. Đúng không? Đấy. Thì ta phải chọn xem là mình nên sản xuất sản phẩm nào. Đúng không? Đấy. Để mà tối ưu hóa được cái nguồn lực thiếu hạn này. Đấy. Thế bây giờ tối ưu hóa nguồn lực thiếu hạn thì tình huống đơn giản nhất là chúng ta chỉ có một nguồn lực hữu hạn thôi, đúng không ạ? Thì phức tạp hơn là chúng ta có từ hai nguồn lực hữu hạn trở lên, vừa thiếu máy thì vừa thiếu người, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dần giải quyết từ tình huống nó sẽ có hai dạng bài tập, hai dạng bài. Bài tập thứ nhất là chúng ta chỉ có một nhân tố giới hạn thôi. Bài tập này thì đơn giản rồi. Và cũng chẳng đâu xa là năm 2017 rồi ta vừa thi xong.
26 chúng ta cũng có thi, 27 cũng vừa thi. Chúng ta chỉ có một nhân tố nhân hạn thôi. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ xem một cái bài tập để ta nắm được quy trình giải quyết nó. Còn cái ví dụ khác thì nhiều trong đề thi chúng ta đầy bài này. Đây, cho xem ngay cái ví dụ 16. Xem ví dụ 16. Chiều nay các bạn có hai bài nữa, ta làm luôn có thể. Chúng ta là 2 phút để ta đọc sơ bộ cái thông tin mà người ta cho. Từ đó ta hình dung cái tình huống mà ta đặt ra là gì. Đề thi năm ngoái người ta chỉ cho 2. Tính nhanh hơn bài này rất nhiều. Ta dừng lại, ta phân tích chút này. Công ty này sản xuất 3 sản phẩm, rõ rồi. Giá bán đã biết từng loại, biến phí đã biết. Chỉ biết rồi đấy. Nếu mà so sánh giữa giá bán với biến phí ấy, thì trong tài liệu ta dùng cái từ ngữ đó là phần chênh lệch đấy gọi là lãi trên biến phí. Tức là phần lãi nhưng mà chỉ tính trừ đi phần biến phí thôi. Đúng không? Lấy doanh thu mà trừ đi phần chi phí mà chỉ gồm biến phí thôi thì người ta dùng từ ngữ là lãi trên biến phí. Đây là từ ngữ chính thức được sử dụng trong tài liệu thi của chúng ta, cũng như là thông tư 53 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tài chính quản trị, người ta cũng tạm dùng từ ngữ đấy. Nhưng mà nếu chúng ta đọc sách của các cái thầy trong thầy cô trong miền Nam, từ miền Trung trở vào miền Nam ấy, thì người ta dùng cái từ đấy là số dư đảm phí đảm bảo ấy. Nó dịch từ cái từ contribution, đúng không? Còn một số người gọi là phần đóng góp. Tức là hàm ý rằng cứ sản xuất và bán thêm được một sản phẩm, chi phí cố định không thay đổi mà, thì sản phẩm đấy đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp bằng phần chênh, đúng không? Bằng cái phần giá bán cao hơn gì? Biến phí. Thì ban nãy sáng ta vừa làm cái bài đấy 12.000 chỉ 7.000 chứa đấy, đấy chính là phần đóng góp, đúng không? Đấy. Thì một số người gọi là phần đóng góp, một số người gọi là số dư đảm phí, còn chúng ta dùng một thuật ngữ là lãi trên biến phí, tức là phần lãi mới chỉ tính phần biến phí thôi. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu thi, cho nên dùng thuật ngữ đấy. Và ngay cả khi chúng ta thích dùng các cái số thuật ngữ kia thì cũng được đều ok cả không? Bởi vì những người trong thi người ta đều đọc nhiều sách cả, người ta đều biết là ở trong khu vực miền Trung và miền Nam thì các thầy cô dùng cái thuật ngữ khác. Và trong cái quản trị thì người ta không ai bắt ai phải sử dụng thuật ngữ thống nhất cả, đúng không? Không có quy định. Đấy. Thế thì nếu như chúng ta nhìn vào cái số liệu này, ta thấy rằng là cứ một sản phẩm A mình bán thì chênh được cái phần lãi trên biến phí là 60, một sản phẩm B là 50, một sản phẩm C là 50, đúng không? Đấy. Thì điều đó có nghĩa là ta tư duy rằng là đương nhiên sản phẩm C này ưu thế nó là vượt trội, đúng không? Cứ bán một sản phẩm C thì còn lãi 100, đấy, bán 150, còn lãi bán một sản phẩm B thì có lãi thêm ấy, là 100. A chỉ 60 thôi. Đấy. Thì nếu như mà không phân tích sâu ấy, thì ta sẽ thì nếu như ta chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài như vậy thì ta sẽ có khuynh hướng là vậy thì mình sẽ ưu tiên sản xuất, đúng không? Đấy. Sau đấy nguồn lực của mình còn bao nhiêu, mình sẽ ưu tiên cho hạng B. Rồi thằng A này tạo ít lãi nhất thì còn dư bao nhiêu thì phân bổ cho nó cùng thôi, đúng không? Tí thế. Tất nhiên người bên ngoài như thế. Đấy. Nhưng bài toán này được đặt ra trong bối cảnh mình lại chỉ có 5.000 giờ máy thôi, mình bị thiếu, chắc chắn là phải thiếu. Thì mới đặt ra bài toán này. Nha. Vậy thiếu giờ máy
thì quan trọng là mình dành 1 giờ máy để sản xuất sản phẩm nào cho mình nhiều lãi nhất mới là quan trọng. Ông B này có thể tạo ra lãi cho tôi 100, nhưng tốn của tôi chỉ 4 giờ. Đúng không? Đấy. Vậy 1 giờ ông chỉ tạo ra lãi cho tôi có 25 thôi. Trong khi 1 giờ máy tôi dùng cho sản xuất sản phẩm A tạo tôi lãi 30. Bởi vì 1 sản phẩm A cho lãi 60 mà A cần 2 giờ. Đúng không? Đấy. 1 sản phẩm khi tôi dùng 1 giờ máy cho sản xuất và bán và tiêu thụ được sản phẩm A, nó tạo ra cho lãi của tôi là 30. Vậy A phải lớn B chứ. Đúng không? Xét về mặt hiệu quả sử dụng nguồn lực là giờ máy. Đúng không? Thì A phải lớn B. Đấy. Cho nên nhiều khi nhìn vào cái biểu hiện bên ngoài thì thấy rằng là A có thể hiệu quả hơn. Nhưng đặt trong một bài toán là chúng ta đang bị giới hạn thì ta không so sánh với nó. Đúng không? Không so sánh mức lãi mà một đơn vị sản phẩm ABC tạo ra, mà quan trọng là so sánh cái mức gì? Nguồn lực giới hạn của ta là giờ máy. Khi được dùng 1 giờ máy để sản xuất ABC thì nó tạo ra cho ta kết quả như thế nào? Đấy, thì mình bị thêm nó. Đúng không? Bị thêm. Thì đấy là cái logic của bài này, chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên về mặt trình bày thì chúng ta cũng sẽ có cách để trình bày bài này. Còn logic chúng ta hoàn toàn dựa trên cái vấn đề đó. Thì với cái bài tập trạng này ấy, thì đầu tiên chúng ta sẽ phải trình bày là có thực sự giờ máy là một nhân tố giới hạn hay không để kiểm tra. Nha, ta phải test nó. Đấy. Thì đầu tiên ta phải có đoạn lập luận này chứng minh rằng cái giờ máy mà người ta cho trong bài chúng ta đấy là một nhân tố giới hạn. Ta phải chứng minh. Tất nhiên phải chứng minh rất đơn giản. Giả định rằng doanh nghiệp mong muốn là sẽ sản xuất các sản phẩm ABC này theo đúng nhu cầu của thị trường. Theo đúng nhu cầu thị trường. Thị trường thì cần là 1.000 sản phẩm A, 500 sản phẩm B và 800 sản phẩm C. Cái nhu cầu thị trường như vậy. Và nếu mình muốn thỏa mãn nhu cầu thị trường thì mình cần đến 5.600 tờ. Theo cách tính như thế nào? Một sản phẩm A cần 2 giờ máy, một sản phẩm B cần 4, một sản phẩm C thì cũng cần là 2. Thì ta cần đến 5.600 tờ. Nhưng mà thực tế mình chỉ huy động tối đa được có 5.000 giờ thôi. Và đây là một quyết định ngắn hạn. Cho nên mình không đặt vấn đề là em sẽ đầu tư nhà máy thêm, đúng không? Đấy. Đầu tư nhà máy thêm thì lại phải chờ. Đó. Ta đang xem xét trong ngắn hạn thôi. Ta đang lập kế hoạch cho năm tới thôi. Đúng không? Giả thiết là không thể đầu tư thêm thiết bị. Đó. Vậy ta kết luận rằng cái giờ máy này là một nhân tố giới hạn. Thì ta gọi là chủ yếu hay chủ chốt. Thực tế trong bài này chúng ta có hai cái giới hạn. Một là nhu cầu thị trường, đúng không? Và hai là cái giờ máy. Thì đương nhiên nhu cầu thị trường là khách quan rồi, còn giờ máy là cái thuộc về chủ quan của mình, đúng không? Cho nên chúng ta kết luận là cái nhân tố giờ máy này là nhân tố chủ yếu hay chủ chốt. Còn khối lượng tiêu thụ thì không phải là chủ chốt, vì nó còn phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác mang tính khách quan. Câu này có điểm nhá. Cho nên là khi làm bài chúng ta mặc dù biết 10-10 nó là như thế rồi, nhưng mà chúng ta chỉ bày ra. Đây hoàn toàn là một bài thi. Thông lệ là cái này chúng ta sẽ có 0,5 điểm. Viết lý thuyết có khi gan chưa được 0,5 điểm. Câu này và này là có 0,5 điểm. Rồi. Thế thì khi ta đã xác định rằng là cái giờ máy này nhân tố giá chủ chốt rồi, thì ta sẽ đi tính toán xem là một giờ máy dùng để sản xuất sản phẩm A, B, C đúng không? Nó tạo ra cho mình lãi bao nhiêu? Thì tính toán thì chúng ta có thể lập luận trình bày như nào được. Tốt nhất thì đi thi cái trò bài. Đi thi ta cái trò bài. Đỡ phải nói nhiều. Mất công vẽ các bảng ra tí. Đúng không? Tất
cả số liệu này về cơ bản là đều được đưa từ đầu bàn vào, chứ không có gì bí hiểm cả. Đơn giá bán này, tiền phí đơn vị đều là những số liệu mà ta đã đưa từ thông số đầu bài cho mình rồi. Lãi trên bến phí của đơn vị sản phẩm ta phải tính. Giờ máy cần để sản xuất một sản phẩm ta tính. Ta đưa số liệu của bài vào. Và cái chỉ tiêu quan trọng nhất của cái bảng này là lãi trên bến phí tính cho một giờ máy. Một giờ máy nó tạo ra lãi trên bến phí bao nhiêu? Từng sản phẩm khác nhau là khác nhau. Thùng xe vẫn là một chỗ. Dùng một giờ máy để sản xuất thùng xe tạo ra lãi 75. A là 30 và B là 25. Vậy ta xét thứ tự ưu tiên. Và sau đó ta quyết định phân bổ. Ưu tiên C1, A2, B3. Ta xem từ ưu tiên. Ưu tiên để ta xác định cái cơ cấu sản xuất. Ưu tiên để xác định cơ cấu sản xuất. Rồi. Vì xe tới ưu tiên 1, xe tới ưu tiên đầu tiên, cho nên ta sẽ sản xuất tối đa theo nhu cầu thị trường. Đúng không? Đấy. Và thị trường người ta theo đầu bài này, nhu cầu thị trường tối đa là 800. Mình sẽ sản phẩm xe là tối đa. Và với 800 này thì sản phẩm xe cần của chúng ta đã tiêu dùng của ta vẫn mất 1.600 giờ máy. Một sản phẩm xe là dùng 2 giờ. Đúng không? Đấy. Vì thế cho nên là khi ta ưu tiên tối đa 800 đã tiêu dùng 1.600 giờ rồi. Sau khi ưu tiên C là vẫn còn dư, ta chuyển sang sản xuất cho A. À đúng không? A chúng ta cũng ưu tiên tối đa theo nhu cầu thị trường. 1.000 sản phẩm cần 2.000 giờ. Hai thằng này cộng lại là 3.600 rồi. Tổng chỉ có 5.000 thôi. Còn lại 1.400 cho lốt ông B. Đúng không? Ông B chỉ còn 1.400 giờ máy thôi mà lại tốn 4 giờ. Một sản phẩm chỉ sản xuất được 350 thôi. Đúng không? 350. Đấy. Như vậy, cơ cấu sản xuất tối ưu của chúng ta trong tình huống này là 1.000 A, 350 B và 800 C. Chắc chắn cơ cấu này là tối ưu. Không có một cơ cấu nào khai thác được hết 5.000 giờ máy mà lại tạo ra lợi nhuận cao hơn cơ cấu này. Chắc chắn là vậy. Và tất nhiên là cái kết luận của chúng ta sẽ là gì? Cái bảng tính này và chúng ta kết luận cơ cấu sản xuất kinh doanh tối ưu của doanh nghiệp trong năm kế hoạch với thông tin này phải là 1.000 sản phẩm A, 350 sản phẩm B và 800 sản phẩm C. Thông thường nếu làm một bài tập này thì bảng này ta sẽ được 1 điểm. Phần lập luận ở trên thì khoảng 0.5 điểm, phần bảng này sẽ được 1 điểm. 1 điểm rưỡi rồi. Đó. Mà thường khi gặp bài tập này thì có thể người ta sẽ yêu cầu ta một yêu cầu phụ nữa. Để cho có 2 điểm. Yêu cầu phụ nó cũng rất phong phú đấy. Nó có rất nhiều cách để người ta đặt ra yêu cầu phụ. Trong bài của chúng ta thì người ta đưa ra yêu cầu phụ thế này. Giả sử phòng kinh doanh của doanh nghiệp cho rằng nên sản xuất và tiêu thụ căn cứ vào mức lãi trên bến phí để ưu tiên sản xuất thứ tự là CBA, tức là họ mắc sai lầm nhưng mà đến tận tư duy C trước phần B thứ A. Hãy tính và so sánh mức lợi nhuận của phương án do phòng kinh doanh đề xuất với phương án mình vừa tính là yêu cầu. Đấy là cái yêu cầu bổ sung. Thế nên câu này nó chỉ để làm cho kiểm chứng lại xem đúng cái phương án chúng ta tính này là nó có lợi nhuận tối đa hay không, đúng không? Nó vượt trội hơn, nó vượt hơn so với những gian khác. Thế thì ta tính thôi. Nếu thực hiện theo đề xuất của phòng kinh doanh, mình ưu tiên ông C trước, đúng không? Đấy. Thì mình vẫn sản xuất 800 sản phẩm C.
đúng không? Và tức là nó phân tốn của mình là 1600 giờ máy. Xong đến là sản phẩm B. B thì mình phải sản xuất gì? 500, đúng không? 500 sản phẩm B tốn của mình 2000 giờ. Như vậy cái sản phẩm A thì mình chỉ còn dư bao nhiêu? Mình có 5000 tất cả đúng không? Đấy, mình dư có 1400. Thì suy được trần ra mình sản xuất được 700 sản phẩm A thôi, đúng không? Đấy, thì nếu như cái cơ cấu nó thay đổi như vậy thì ta tính theo cách như thế thì ta sẽ được cái cơ cấu sản xuất của phòng kinh doanh đề xuất là lúc này là 800C, 500B và chỉ còn 700A thôi. À, bây giờ biết rằng là cứ mỗi một đơn vị là A cho lãi 60, B cho lãi 100, C cho lãi 150. Vậy mình tính tổng lãi chi phí của hai phương án. Trong điều kiện chi phí cố định không thay đổi thì ta so sánh tổng lãi chi phí thì đấy chính là chênh lệch lợi nhuận. Đúng không? À, bởi vì định phí không thay đổi. Cho nên chỉ cần so hai biến phí với nhau ta đã tìm ra được chênh lệch lợi nhuận rồi. Đấy. Thì ta sẽ tính này. Trước hết là tổng lãi chi biến phí mà do mình đã tính ở yêu cầu 1. Yêu cầu 1 chúng ta làm ra 1000A, 350B, 800C nhân với lãi chi biến phí đơn vị đã biết thì ta tính được tổng mức lãi trên biến phí mà doanh nghiệp tạo ra là 215. Tổng mức lãi chi biến phí mà doanh nghiệp tạo ra là 215. Nếu thực hiện sản xuất theo cơ cấu sản xuất do phòng kinh doanh đề xuất, tức là 800C, 500B, 700A thì ta tính ở dưới này. Đấy, ra kết quả chỉ là 212, thấp hơn so với phương án mình đã tính. Và mình kết luận là do chi phí cố định không bị tác động bởi cơ cấu nên chênh lệch tổng lãi chi biến phí chính là chênh lệch lợi nhuận. Vậy phương án mình tính ở yêu cầu 1 cho lợi nhuận cao hơn phương án phòng kinh doanh đề xuất là bằng. Đấy là một loại yêu cầu phụ. Tất nhiên với kiểu bài này thì người ta cũng có thể đặt ra những tình huống khác để cho ta kiếm thêm được 0,5 điểm. Tình huống của bài này chúng ta không đặt vấn đề là doanh nghiệp sẽ mở rộng sản xuất để có thể khai thác thêm được giờ máy, nhưng việc thuê thì có thể, đúng không? Tình huống thuê có thể đặt ra. Đấy. Cho nên là giả sử với tình huống của bài này thì người ta lại hỏi chúng ta là doanh nghiệp có thể đi thuê thiết bị để có thể sản xuất tối đa theo nhu cầu thị trường. Đấy. Vậy chi phí thuê tối đa là bao nhiêu? Đúng không? Để lợi nhuận của doanh nghiệp không thấp hơn phương án đã tính ở yêu cầu 1. Ta hỏi mình chi phí kinh tối đa là bao nhiêu? Đúng không? Để lợi nhuận của doanh nghiệp lúc đi thuê ấy không thấp hơn cái phần lợi nhuận đã tính ở yêu cầu 1. Tức là mình chỉ cống hiến, đúng không? Phục vụ thị trường đó. Thế thì rõ ràng là bây giờ nếu mình cần phải đi thuê thì thực chất là mình phải đi thuê 600 giờ máy, đúng không? Thật thiếu mà để sản xuất thêm được 150 sản phẩm B, đúng không? Mình đi thuê về sản phẩm B là chính. Vậy thì 150 sản phẩm B này sản xuất thêm được thì cho mình lãi là nhân 100 là 15.000. Vậy tiền thuê không vượt quá 15.000, đúng không? Nếu tiền thuê vượt quá 15.000 thì là giảm lợi nhuận, thì cái tiền thuê nó sẽ làm giảm lợi nhuận. Còn nếu thuê chỉ 10.000 thôi, đúng không, thì sẽ làm tăng lợi nhuận cho. Đấy.
Nhưng mà nếu chồng anh phải đi thuê thì rõ ràng là cái việc thuê đấy sẽ tạo thêm lại cái biến phí, chính là cái số thiếu hụt này, đúng không? Thiếu hụt của sản phẩm B 150 sản phẩm, và mỗi sản phẩm B tạo ra 100, vậy ta chỉ có thêm được lãi, thêm lãi cho biến phí là 15.000 thôi, đúng không? Nếu sản xuất tối đa theo nhu cầu thị trường thì chúng ta chỉ có thêm cái mức lãi cho biến phí là 15.000. Vậy ông thuê gì thì thuê, không vượt quá được con số đấy, đúng không? Thì lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn có thể tăng thêm hoặc là duy trì, đúng không? Duy trì. Đấy. Ví dụ khi cách hỏi người ta có thể như vậy, đúng không? Thì đây là cái trường tình huống mà chúng ta chỉ có một sản phẩm thôi, chỉ có một cái nhân tố thiết hạn thôi. Bài này chúng ta có 3 sản phẩm, có những bài thi người ta chỉ có 2, cái nào trước cái nào sau ưu tiên. Số giờ mà xong cái chữ A và B mà không chia hết cho cái A và C, không chia cho cái số giờ của B ấy. Lẻ hả? Đúng rồi, thì thẳng chúng ta gặp một bài thi lẻ đấy. Lẻ, về nguyên tắc là chúng ta phải làm cho xuống. Bởi vì là chúng ta chỉ có tối đa cái đấy thôi, chỉ khai thác tối ưu được bằng nó thôi. À, rồi. Nếu tình huống nhạy cảm như thế, tức là mình bị lẻ đúng không? Dư ra một ít giờ máy mà lại đủ để sản xuất một sản phẩm A, mình chuyển đi. Rồi, tốt quá. Chuyển từ lợi cao hơn gì nữa. Thay vì thì mình bảo khai thác không hết đúng không? Thì bây giờ lại còn lẻ ra một tí. Mà tí đấy lại dùng cho sản phẩm một sản phẩm A được. Đúng không? Thì mình chuyển, đồng ý. Thì chắc chắn phương án chuyển của mình còn có kết quả kinh doanh cao hơn. Rồi, thế bây giờ ta sẽ đề cập đến trường hợp thứ hai. Và chúng ta có nhiều nhân tố giới hạn. Một nhân tố giới hạn thì mình lập bảng này, mình tính toán, đúng không? Còn nhiều nhân tố giới hạn thì chắc chắn là vấn đề toán học rồi. Không tránh được, mình cũng phải dùng mô hình toán thôi. Chúng ta có nhiều nhân tố giới hạn, nhưng mà thôi, trong phạm vi ôn thi chúng ta, người ta cũng chỉ yêu cầu đáp án 2 thôi. Về mặt nguyên tắc thì nhiều cũng giải quyết được, nhưng để phù hợp với lại nội dung công ty chúng ta thì cũng không làm phức tạp vấn đề lên. Chúng ta vấn đề có hai nhân tố giới hạn thôi. Thì chúng ta cũng sẽ xem một cái bài tập luôn. Bài số 18. Tình huống của bài số 18 chúng ta thì người ta cũng chỉ cho có một doanh nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm tích lũy, và các thông tin liên quan đến hai loại sản phẩm này gồm có giá bán đơn vị, biến phí đơn vị, số giờ máy chạy cần thiết để sản xuất một đơn vị sản phẩm, số giờ công lao động cần thiết để tạo ra một sản phẩm, tổng kinh phí không tính theo tuần. Đây là cái đề thi năm 2016. Số giờ máy chạy tối đa có thể huy động, số giờ công tối đa có thể huy động. Đấy. Như vậy nghe có vẻ chúng ta bị giới hạn cả giờ máy cả giờ công. Đó. Yêu cầu bài hôm nay phải đến dài. Một, giả định chỉ có một nhân tố giới hạn duy nhất là giờ công thì cần sản xuất cơ cấu sản phẩm như thế nào? Đấy, thì cái bài này lại quay trở về cái đoạn bài ta vừa làm. Yeah. Quay trở về cái đoạn bài ta vừa làm. Nó có hai sản phẩm thôi. Với một nhân tố giới hạn duy nhất là giờ công thôi. Có những thông tin về giờ máy ta cũng có. Đúng không? Thì chúng ta sẽ xử lý cái bài này giống như cái bài tập vừa xong. Đây về nhà ta làm thôi. Còn chúng ta tự yêu cầu hai của nó. Giả định rằng cả giờ máy và giờ công đều là nhân tố giới hạn, thì
ta sẽ chọn cơ cấu sản xuất như thế nào để tối đa hóa lợi nhuận. Và cụ thể khi tối đa hóa được thì lợi nhuận tính được là bao nhiêu. Tuy nhiên bài này ta cho biết chi vô định rồi, đúng không? Cho nên mình sẽ tính được lợi nhuận. Còn cái bài ta vừa làm thì người ta không cho biết chi phí cố định, cho nên ta chỉ tính ra phương án tối ưu thôi. Người ta không hỏi cơ về lợi nhuận. Đấy là cái bài ta làm như vậy. Cái bài này thì nó có hai nhân tố, cho nên chúng ta sẽ buộc phải giải quyết bằng một cái ý kiến thuật toán này. Thực chất là không hiểu chúng ta gần đây có học cái môn đó không, nhưng thời chúng tôi học ngày xưa, đây là bài toán quy hoạch tuyến tính, đúng không? Có hàm mục tiêu và hệ ràng buộc. Phương pháp cơ bản để giải toán về các bài toán này là phương pháp đơn hình. Nhưng nếu chỉ có hai ẩn thì ta có thể giải phương pháp gì? Đồ thị. Rồi, ta phải làm thôi, bởi vì là nó rất từ đồ thị rồi. Vâng, năm 16 đấy. Bây giờ ta sẽ giả sử thôi nhé. Giả sử là cái số lượng sản phẩm XY được sản xuất là hai cái giá trị X nhỏ, Y nhỏ. Tức là hai cái biến đấy. Đó. Số lượng sản phẩm XY mà chúng ta sẽ sản xuất đó, nó được gắn với hai cái giá trị là X nhỏ, Y nhỏ. Cái hàm chúng ta sẽ có một hàm F để phản ánh cái lãi chi biến phí. Tổng lãi chi biến phí của doanh nghiệp được ký hiệu là hàm F với hai giá trị XY nào đó. Đó đây. Thì chúng ta sẽ tính được là cứ một sản phẩm X tạo ra lãi chi biến phí là 20. Đúng không? Một sản phẩm Y tạo ra lãi chi biến phí là 30. Hàm F chúng ta sẽ có giá trị là 20 X cộng 30 Y. Tham vọng chúng ta là cái này phải làm sao? Đúng ra. Đúng không? Phải tối đa. Nhưng tối đa trong khuôn khổ. Rồi. Trong khuôn khổ mà số giờ máy tối đa là ngày này, giờ công tối đa là ngày này. Đấy. Thì ta sẽ biểu diễn cái giờ máy, cái phương trình thể hiện giờ máy. Thực ra là các phương trình về giờ máy. Ta quy hết về giờ nhé. Một sản phẩm X cần 1/4 giờ. Đó. Ta có tổng nhu cầu là 1/4 X cộng 1/2 Y, không vượt quá 120. Đó. Giờ công quy hết về giờ. Cái phương trình về giờ công. Một phần ba, nhớ là có 60 phút thôi nha. Một phần năm đấy. Một phần ba, 150. Đấy. Như vậy chúng ta có một cái hệ ràng buộc, một cái hệ phương trình như thế này. Tìm x và y, để x và y thỏa mãn cái phương trình này để làm cho cái này tối đa. Đúng không? Thế thì về mặt kỹ thuật giải thì chúng ta sẽ có cái phương pháp giải bằng pháp đồ thị. Tức là ta biểu diễn hai cái phương trình này trên đồ thị hai chiều. Ta biểu diễn trên đồ thị hai chiều. Muốn biểu diễn trên đồ thị hai chiều thì ta quyết đỡ phức tạp quá, đơn giản quá cái phương trình này một tí thì ta nhìn nó dễ nhìn. Tất cả nhân lên 4, ta có x cộng 2y nhóm bằng 480, nhân 3 lên x cộng y nhóm bằng 450. Hai cái này tương đương nhau đúng không?
Rồi. Bây giờ muốn biểu diễn, ta sẽ biểu diễn giả sử đây là hai đường thẳng. Dấu bằng xảy ra thì ta vẽ hai đường thẳng trên đồ thị này. Đây là phương trình 1 đây. Đây là 2. Ta biểu diễn phương trình 1 trước, phương trình 1 trước. X cộng 2y bằng 180, y bằng 0x bằng 480. X bằng 0y bằng 240. Ta sẽ có một cái đường thẳng nối hai cái điểm này với nhau. Và những giá trị thỏa mãn với phương trình này là những giá trị nằm trong khoảng này. Đúng không? Tất cả những điểm x, y nằm trong cái hình kẻ kẻ đây này là đều thỏa mãn với phương trình. Đúng không? Bất kể điểm x, y nào nằm trong cái vùng này đều thỏa mãn với phương trình này. Đây là 1. Ta vẽ tiếp đường ra. X bằng 0 bằng 450. Con bên đâu đây? Thì tất cả những cái giá trị x, y mà nằm trong cái miền ngang này, đúng không? Đều thỏa mãn cái bước phương trình thứ hai. Đấy. Thì cái phần nào là cái phần hố vuông thì là thỏa mãn cả hai phương trình, đúng không? Phần nào chúng ta mở cái vùng vuông, tức là cái vùng mà được sẽ được đánh dấu bằng cái mốc này. Ký hiệu tạm đây là ABCD đi. Đấy. Chúng ta có một cái miền ABCD, bất kể giá trị x y nào trong cái miền này đều thỏa mãn cả hai phương trình. Thì đây chính là những phương án sản xuất của chúng ta, đúng không? Đấy. Sản xuất x bao nhiêu, y bao nhiêu nằm trong cái vùng này đều sẽ không bị vượt quá cái đường biên giới hạn. Và theo lý thuyết thì khi mà chúng ta có những phương án tạo thành một cái miền như thế này thì chắc chắn phương án tối ưu sẽ nằm ở đỉnh của cái miền này. Yeah. Nếu mà ai còn nhớ toán thì ta gọi đây là phương án cực biên. Các phương án cực biên nằm trên rìa của cái miền này. Trong số những phương án cực biên đấy sẽ có một phương án là tối ưu. Vậy giá trị x, y mà làm cho mắc này, khi em f ra là mắc ấy, thì hoặc là điểm A, hoặc điểm B, hoặc điểm C, hoặc điểm D. Và bây giờ ta phải gì? Thử. Muốn thử phải tính xem điểm C này có giá trị bao nhiêu. Rồi, đấy, điểm C là điểm ta có một hệ phương trình x cộng 2y bằng 480, x cộng y bằng 450. Thế vào, thôi, để tính tôi xem y bao nhiêu. Thế vào đó. Nhớ lại toán đi cho vui. Bao nhiêu? 30 à? Y 30.
bằng 420. Tức là giá trị của điểm C này đúng không? Giờ ta sẽ thay bốn giá trị bốn cái điểm này vào hàm S. Khi nào S to nhất thì ta có kết quả. Lần lượt thay, không không thì sẽ không phải được phần, đúng không? Điểm đầu tiên điểm A x có giá trị x y không không. Điểm B x bằng không y bằng 400 bằng 240. Điểm C có giá trị đấy rồi. Điểm D y bằng không y bằng 450. C chúng ta tính được đấy là cái điểm mà ký hiệu lại nhé. Thì sau khi tính giá trị của hàm tiêu F thì điểm C là cái điểm mà cho ra kết quả cao nhất, đúng không? Thì đấy chính là cái phương án tối ưu chúng ta. Cái số lượng sản xuất chúng ta sẽ là phương án nào? Như vậy với mục tiêu là hướng tới lợi nhuận tối đa thì chúng ta sản xuất 400 sản phẩm X, 420 sản phẩm X và 30 sản phẩm Y. Khi đó cái mức lãi chi phí tạo ra 9.300 và với chi phí cố định trong bài người ta cho sẵn là 5.000, đúng không? Thì mức lợi nhuận chúng ta thu được của phương án đó là 4.300. Thì trong những cái bài tập về thông tin tích hợp thì một cái bài tập hai nhân tố này nó phải làm nhầm một chút thôi. Như vậy cái nội dung cái quản trị chúng ta thì nó cần đến cái dạng bài tập bao gồm các bài tập về giá thành cũng như là một số bài tập về thông tin tích hợp. Về cơ bản
Theo quan sát của chúng tôi thì hơn chục năm nay chúng ta cũng không ra những cái bài tập ở nước ngoài, những cái gì có tập chúng ta, nên chúng ta cũng tin tưởng là cái khâu kiểm soát đề nó tốt. Người ra đề được yêu cầu là ra vào những cái dạng bài tập mà chúng ta đã ôn lên, đúng không? Còn nội dung đấy còn chị rất nhiều lắm, người ta thích ra là được nếu mà để thoải mái, đúng không? Rất nhiều dạng bài, tuy nhiên thì nó chỉ có một số vấn đề như vậy thôi. Thì cái phần này chúng ta phải hết sức cố gắng làm sao để mình rèn luyện kỹ năng tính toán nhanh, đúng không? Rồi là trình bày đầy đủ các bước, đó, để mình nắm chắc được hai điểm và còn không mất thời gian của cái phần về các tài chính. Làm các tài chính thì nó dài dòng hơn. Thế thì với nội dung môn thi chúng ta thì chúng tôi cũng đã cố gắng là làm sao để trong vòng thời gian khoảng 7 ngày thì giới thiệu anh chị em ra những cái nét chính, và các anh em thực sự là cũng đã chỉ là những cái nét chính, còn phần còn lại việc ra còn rất là nhiều, còn phải cố gắng gấp vài lần dành thời gian khoảng nhanh nữa thì cũng phải tầm 3 lần 7 ngày nữa, đúng không? Thì ta mới có thể gọi là đáp ứng được yêu cầu kỳ thi. Trong đó thì những cái nội dung lý thuyết cũng là những nội dung mà nó chiếm thường đến 40% trong cái đề thi chúng ta, đúng không? Vì vậy cho nên chúng ta cũng phải ngoài việc nắm vững những cái kỳ để hiểu từng vấn đề để giải quyết được các bài tập ra thì chúng ta cũng phải ôn lý thuyết, đúng không ạ? Thì mới có cơ hội. Cứ bỏ rằng lý thuyết thì rất có thể có cơ hội để ta đạt được. Ít nhất là cái điểm mà không các cái môn khác phải bù cái môn kế toán này. Tất nhiên lý thuyết thì tôi sẽ gửi cho ta một cái bộ gọi là tạm coi là cái câu hỏi từng cái vấn đề để chúng ta có thể trên cơ sở đến môn thì cũng không xác định đấy là đủ tiết gì cả nhá. Và về cơ bản bộ câu hỏi đấy sẽ đủ bao quát, đúng không? Các cái tình huống mà người ta có thể chỉ là cái cớ để chúng ta ôn trên cơ sở cái câu hỏi thì nó dễ hơn là mình đọc chuẩn mực, đọc chế độ một cách nó vô định, đúng không? Rất nhiều nó cũng sẽ có một cái cơ sở để mình ôn, nó sẽ vào hơn lâu nay, đúng không? Thế còn thực tế ra thì cũng không cách nào để chúng ta học cái môn kế toán hay hiệu quả bằng cách là mình cũng phải đan xen giữa việc làm bài tập rồi học sang lý thuyết, đừng tách rời hai việc đó, đúng không? Tách rời hai việc đó thì rất là khó làm. Đấy. Mình làm bài tập đến đâu mình xem lại lý thuyết đến đấy, đúng không? Thì nó dễ hơn chứ cũng chẳng có bí kíp nào cả. Thế còn toàn bộ cái phần bài tập này thì tôi sẽ căn chỉnh lại cho nó còn gàng, bởi vì trong quá trình làm của chúng ta thì phá vỡ cấu trúc của nó đi rồi, thì sau đó thì sẽ gửi cho VACV để gửi chúng ta để chúng ta xong tham khảo. Còn chúng ta sẽ còn gặp nhau trong cái buổi tổng ôn nào đó, hồi sẽ bố trí. Đề thi thì như thế này, thường thì làm thầy cũng có đi giải đề. Đấy, cho nên là sẽ gửi cho ông ta một vài cái tham khảo của một vài bạn học sinh giỏi, bài giải của một vài học sinh giỏi đấy, chứ không phải là bài thầy giải đề nhé. Đề thi ta làm đi, bây giờ đủ các cụ đấy, đúng không? Bây giờ làm đố luôn đấy, nhưng mà thời gian xong nó rơi dụng đi ra nữa. Chúng ta trong tài liệu đã có bộ đề mẫu rồi, đúng không? Bộ đề của các năm rồi đấy, thì chúng ta chỉ có giải nhé. Hôm nay vẫn chúng ta nghỉ sớm, thế còn thì thời gian còn lại thì chúng ta sẽ gặp nhau nữa, cho nên là những lời dối trá thì chưa cần nói vội, đúng không?